Hello, welcome back to Bible Study. Today is an amazing day. We are going to be reading from the Bible of St. John, and there are some important messages that I believe we should all hear from God. Hôm nay mình sẽ nhân dịp này để tìm hiểu một nội dung trong tin mừng của Thánh Gioan nhé mọi người. The passage that I have selected for today came from John chapter 10. Jesus said, Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as he calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice. But they will not follow a stranger. They will run away from him, for they do not recognize the voice of strangers. Although Jesus used this figure of speech, they did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. Vậy thì đoạn tin mừng này không có xa lạ với chúng ta. Chúa nói một câu rất là rõ ràng. I am the gate. Ta là cánh cửa. Ai đi vào cánh cửa này thì dễ. Whoever comes through me. Right. Thì vấn đề ấy, cái điều đó nó có nghĩa là gì? So we imagine that we are cái nước trời nó sẽ là một cái the sheepfold, right? Sẽ là một cái chuồng chiên, chuồng cừu. Và nếu như mà mình muốn vào được nước trời này thì mình phải đi vào cửa chính đúng không? Have to go in through the main gate. Và nếu cửa chính mà có cái người chăn chiên đứng ở đấy mở ra thì chúng ta đường đường chính chính bước vào. So we can officially, legally enter, and we will have a happy stay inside the sheepfold. Và mình vào đấy mình sẽ được welcome. We'll be welcome and we will enjoy the stay. Và không ai đuổi mình ra. Vậy thì cái câu chuyện này nó có lẽ cũng sẽ giống như câu chuyện ví dụ như là when we are trying to enter a new workplace, right? And we know it's difficult to get inside this workplace. But we don't want to sneak out through the back door. We will come in through the front door and the main gate. But it's still too difficult because there are way too many people, too many candidates. So what do? We are going to ask for perhaps the help of someone. We're not bribing, but we are asking someone else who we know in that place to put in a good word for us. And so everything is going to be much simpler. Các bạn có đồng ý với tôi rằng nếu chúng ta muốn vào một cơ quan nào đấy mà mình biết chắc là sẽ khó thì bằng mối quan hệ của mình sẽ đưa cái tên của mình nó lên đầu, right? Cái người mà mình quen biết đó, không phải là mình hối lộ gì họ nhưng mà họ sẽ cho chúng ta một cái lợi thế. Họ chỉ nói tốt một lời thôi. Đôi khi nó sẽ làm cho chúng ta có thể bước vào được trong môi trường này rõ hơn. Thì so sánh đấy thì rất là khập khiễng nhưng mà cũng là một cách để mình hiểu được. Chúa giống như là một người mà sẽ giới thiệu mình. Giê-xu giống như một người sẽ giới thiệu chúng ta để chúng ta bước vào được cái chuồng chiên này. So he will open the gate for us as long as we choose him. Nhưng mà mình phải chọn Chúa là người lobby cho mình cơ thì mình mới có thể đi vào nước trời dễ dàng. Yeah. And how is Jesus going to help us, right? Then we do what he tells him, he tells us to do. He tells us to keep the Ten Commandments. He tells us to pray the prayer that he taught. He tells us to love each other. Chúa dạy mình làm lành lánh dữ, cầu nguyện theo cách của Chúa. Và Giê-xu dạy chúng ta là phải yêu thương nhau. Chúng ta hãy làm những điều đấy. Thì đương nhiên là trong mắt của Giê-xu, tự nhiên mình sẽ được một cái profile rất là trong sạch, sáng chói. Và đến cái hôm phỏng vấn để vào thiên đàng hay không thì đương nhiên là Jesus is going to help us. Right? Chúa sẽ cho chúng ta một cái good word. Người ta sẽ nói tốt với chúng ta một lời, tự nhiên mình sẽ được vào. Something like that, I believe so. Thì đấy là cách mà tôi hiểu về cái chuyện là ai mà bước qua ta để đi vào thì
ta sẽ mở cửa cho người đó. I understand it that way. And so I think that we're gonna live Jesus' life and Jesus' way. And when we do so, he will keep opening the door. He will stand guard at the gate and he will welcome us. Và như vậy thì chúng ta sẽ rất là dễ bước vào được nước trời thông qua những gì mà Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta. And we cannot be like the thief, right? Tên trộm đến, tên trộm tức là những cái người mà là không phải là những người chủ chiên, mà là những kẻ giả hình. Đó là ví dụ những tôn giáo khác, hoặc là những cái gọi là tín ngưỡng. Nên là chúng ta chỉ tin vào một mình Giêsu là người đứng canh ở cửa chủ chiên, ta không tìm những thứ khác. Và chỉ có một mình Giêsu có quyền mở cửa này. Chúng ta không có một cái nút tự động, chúng ta không có một cái lỗ chó nào để chui vào, chúng ta không có cái hàng rào nào mà trèo vào được. Thì những cái tín ngưỡng, những cái gọi là mê tín dị đoan cũng giống như thế. Không có một cái đường nào khác. Đã tin Chúa thì là tin Chúa thì không coi bói, và đại loại vậy. Thì ta tin vào một điều thì ta sẽ tin tuyệt đối vào điều đó. Thì như thế thì mình mới có thể giữ được đức tin. We have faith in Jesus, in God and in one being only. And we will follow him. He will open the door for us to be in the sheepfold. Thank you very much, and I will see you in another video. Goodbye.